BAKKT, cái tên được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây, là một sản phẩm của sàn giao dịch chứng khoán New York, đồng thời là đối tác của Microsoft cũng như Starbucks. Liệu đây có phải là một liều doping cho thị trường tiền điện tử trong thời kỳ suy thoái hay không? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua BAKKT hay BAKKT là gì và nó có khác gì với ETF cũng như ưu và nhược điểm của sản phẩm này. Đầu tiên, để nhấn mạnh, Coin68 chỉ nên được xem như là một trang tin và tất cả những video này đơn thuần chỉ là tin tức và kiến thức. Các bạn đừng xem đây là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Coin68 thì hãy ghé qua website cũng như Telegram và Facebook để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Được rồi, hãy nói về BAKKT. Đầu tiên, nó là gì? BAKKT hay BAKKT là một dự án của Intercontinental Exchange, công ty mẹ của sàn giao dịch chứng khoán New York và nhiều sàn giao dịch khác nữa. BAKKT có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là cho phép các tổ chức đầu tư tham gia vào thị trường tiền điện tử. Thứ hai là thúc đẩy ứng dụng Bitcoin nói riêng và tiền điện tử nói chung vào thực tế bằng cách tạo ra những trường hợp có thể sử dụng tiền điện tử trong thế giới thực. Hãy nói về ý đầu tiên. Có thể các bạn chưa bao giờ để ý, nhưng thật sự để các tổ chức đầu tư bước chân vào thị trường này là một việc không hề dễ dàng, ngay cả khi họ muốn làm như vậy. Bạn sẽ bảo là có gì khó khăn đâu, chỉ việc cầm tiền đi mua Bitcoin thôi mà. Điều đó sẽ đúng nếu như bạn mua số Bitcoin trị giá khoảng 100 đến 200 ngàn đô la Mỹ. Nhưng những tổ chức đầu tư thì khác, họ cần phải đảm bảo 3 yếu tố trước khi xuống tiền. Đầu tiên và quan trọng nhất là cái gật đầu từ các nhà làm luật. Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, điều quan trọng nhất đối với các tổ chức đầu tư là họ phải đạt được một sự rõ ràng từ góc nhìn pháp lý, còn không thì không có gì cả. Thứ hai là phải đảm bảo việc mua Bitcoin không gặp trục trặc gì. Và thứ ba là đảm bảo rằng việc lưu trữ Bitcoin cũng không gặp trục trặc gì hết. Hãy gọi đây là tam giác vàng của Bitcoin đi. Vấn đề đầu tiên, chúng ta đã có được cái gật đầu của SEC rằng Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán, cho nên hãy xem như nó đã được giải quyết. Còn về chuyện lưu trữ trước, hiện tại có nhiều công ty đã ra mắt các dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Tuy nhiên, giới tài chính truyền thống và những chuyên gia của nó vẫn có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cụ thể, mặc dù khái niệm dịch vụ lưu ký tiền điện tử đã tồn tại vài năm, nhưng các chuyên gia trong lĩnh vực này vẫn đang phải học hỏi rất nhiều. Được rồi, về lại vấn đề số 2. Hãy tưởng tượng một quỹ đầu tư lớn muốn mua vào hàng ngàn Bitcoin một lúc, làm sao tìm được nguồn cung với số lượng lớn như vậy và không làm cả thị trường trao đảo với khối lượng giao dịch đó. Đó là lý do những tháng qua người ta nói nhiều đến Bitcoin ETF, một phương thức để các nhà đầu tư bước chân vào thị trường này. Nhưng trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói nhiều về ETF. Điều duy nhất bạn cần nhớ là SEC đã liên tục lùi ngày ra quyết định về vấn đề này. Vậy thì BAKKT có thể làm được gì? Ok, đây là sản phẩm đầu tiên của nó. Đó là một hợp đồng tương lai chuyển giao Bitcoin vật lý. Hợp đồng tương lai? Nghe như là hợp đồng tương lai của CME đấy hả? Đúng vậy, nhưng từ khóa ở đây là chuyển giao vật lý, Physical Delivery. Có nghĩa là bạn phải mua hợp đồng tương lai Bitcoin, bạn sẽ nhận được số Bitcoin tương đương. Khác với những gì CME đang làm, với CME bạn sẽ nhận được thanh toán bằng tiền mặt, tức là bạn đã dùng hợp đồng tương lai để đánh cược xem giá Bitcoin sẽ lên hay xuống, chứ cả bạn và CME đều không thực sự mua vào Bitcoin. Nói một cách dễ hiểu, hợp đồng tương lai của CME sẽ triệt tiêu động lực mua của thị trường, còn ở BAKKT, công ty phải thực sự mua vào số BTC trong hợp đồng. Điều sẽ khiến lưu lượng giao dịch tăng lên và kết quả là tính thanh khoản của cả thị trường sẽ được cải thiện. Thêm vào đó, BAKKT cũng đang phát triển quỹ lưu ký của riêng mình và với kinh nghiệm của sàn giao dịch New York, tức là nó đã giải quyết hết những khúc mắc mà nhà đầu tư đang gặp phải. Vậy thật tuyệt vời đúng không? Thị trường sắp blockchain nhờ BAKKT rồi ư? Chưa chắc đâu. BAKKT đúng là thứ mà thị trường tiền điện tử đang cần, nhưng trong ngắn hạn sẽ không có chuyện nó thổi giá Bitcoin lên 20.000 đô la Mỹ ngay được đâu, vì hai lý do sau. Thứ nhất, không tổ chức đầu tư nào muốn đứng ra làm chuột bạch cả, nhưng họ cũng không muốn vào thị trường khi đã quá muộn, nên tất cả những kẻ nhiều tiền đều đang đùn đẩy nhau và chờ cho một người tiên phong, nên chúng ta sẽ không thấy một số vốn khổng lồ đổ vào thị trường trong ngày một ngày hai được đâu. Và thứ hai, như đã nói ở trên, việc triển khai hợp đồng tương lai vật lý đòi hỏi một số lượng Bitcoin rất lớn và BAKKT sẽ lấy chúng ở đâu? Lập tài khoản trên Binance rồi đi gom từ đồng lẻ một à? Không, tất nhiên là họ sẽ mua qua sàn giao dịch OTC, nhưng chắc chắn cũng sẽ mất một thời gian khá lâu để xử lý những vấn đề liên quan và quan trọng nhất là không làm thị trường biến động. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh BAKKT với ETF và trả lời cho câu hỏi rằng đâu mới là thứ thực sự thị trường cần, cũng như so sánh ưu nhược điểm của BAKKT và trader cần làm gì nếu BAKKT thành công. Đầu tiên là có hai điều mà người dùng lăn tăn về BAKKT. Thứ nhất là người dùng không thật sự sở hữu tài sản của họ. BAKKT sẽ cung cấp các giải pháp ký gửi để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn. Nhiều người không hề thích ý tưởng này, nhưng mà đó là cách thế giới hoạt động, phải không? Đó là lý do người ta gửi tiền vào ngân hàng. Một người bình thường có thể tin người khác nhiều hơn tin bản thân mình trong việc lưu trữ tài sản. Thêm vào đó, sàn giao dịch có bảo hiểm và nếu có mất mát gì các bạn có thể nhận lại được một phần số tiền mình đã mất. Còn nếu các bạn lưu trữ một cách cá nhân thì mất mát hoàn toàn là lỗi của bạn. Thứ hai là việc các công ty khổng lồ nhảy vào sẽ dễ dàng thao túng cái thị trường còn non trẻ này. Tuy nhiên, chúng ta buộc phải đánh đổi, chúng ta phải chấp nhận cho cá mập mở cửa vào mới vươn ra biển lớn được. Nếu các công ty ngàn tỷ đô không nhảy vào thị trường này thì còn lâu thị trường tiền điện tử mới phát triển được. Bây giờ, hãy đến với câu hỏi quan trọng, giữa BAKKT và ETF cái nào tốt hơn? Thật lòng mà nói thì Coin68 không có một tổ chức đầu tư nào chống lưng cả nên những đánh giá sau chỉ được rút ra từ nghiên cứu và phân tích. Tuy nhiên, hãy xét theo ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, tôi cho rằng ảnh hưởng của ETF sẽ lớn hơn BAKKT bởi vì đa phần các tổ chức đầu tư sẽ bỏ tiền vào ETF hơn là một hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, nếu xét theo đường dài, BAKKT sẽ có ảnh hưởng lớn hơn. Nên nhớ, chúng ta đang nói về sản phẩm của công ty mẹ của sàn giao dịch chứng khoán New York, thứ có quan hệ cộng tác với cả Microsoft và Starbucks. Nếu đó không phải là những công ty lớn thì tôi không biết thế nào mới là lớn cả. Thêm vào đó, BAKKT sẽ cung cấp khả năng ứng dụng vào thực tế của tiền điện tử. Một thực tế khó lòng chối cãi là 99% những đồng tiền điện tử trong thời điểm hiện tại chỉ dùng để đầu cơ. Với sự góp mặt của Starbucks, BAKKT có thể thúc đẩy thêm hàng trăm ngàn khách hàng mới vào nền công nghiệp này, một điều không tệ đúng không? Vậy thì đó là tất cả những điều mà bạn cần biết về BAKKT hay BAKKT. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi, trader cần làm gì khi BAKKT thành công? Cũng khó mà nói được. Điều đầu tiên là BAKKT nhiều khả năng sẽ đưa Bitcoin trở lại đỉnh cao giống như là hợp đồng tương lai đã làm vào hồi tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, điều đó cũng không chắc chắn khi mà thị trường đã trải qua quá nhiều biến động và nhà đầu tư đã trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư tổ chức hướng đến Bitcoin, đây có thể sẽ là khoản đầu tư còn hời hơn rất nhiều những altcoin khác đang thể hiện rất tốt trên thị trường. Chốt lại thì hãy nhớ một điều quan trọng, rằng mặc dù BAKKT có rất nhiều khả năng sẽ thành công và tạo ra được một liều doping lớn cho thị trường tiền điện tử, nhưng đừng quá chắc chắn về điều đó, và cho dù nếu nó thành công đi chăng nữa thì những thay đổi đó sẽ không đến trong thị trường vào ngày 1, ngày 2. Đây là Coin68, cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.